Hello, chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Vâng, hôm nay tôi sẽ mở hộp một cái camera của hãng Insta 360 độ. Vâng, tên của nó là One RS. Đấy. Thì năm ngoái là nó đã ra cái bản One RS. Còn con này đặc biệt là với cái cảm biến là 1 inch, tức là nó sử dụng ba cái module cũ, hai cái module cũ, đó, cái màn hình và pin là cũ, và thêm một cái ốp và một cái cụm camera của hãng Leica rất là xịn sò. Họ cảm biến lên tới 1 inch, hai cảm biến hai bên. Mở hộp. Wow, quá ngầu các bạn ơi, khá là nặng. Đó, các bạn so với lại cái con One X2 này, kích thước của nó cao hơn, to hơn, dày gần gấp đôi, dày gần gấp đôi. Đó, con này là 10,5 triệu, còn con này hình như là 20,5 triệu. Phiên bản cảm biến 1 inch của Leica. Đó, camera 360 thì nó là có hai camera hai bên này. Mỗi bên quay 180 độ và sau đó nó sẽ ghép lại với nhau. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh con này cho các bạn xem. Ok, bóc tem các bạn ơi. Wow. Wow. Đã quá. Cảm biến 1 inch. Chống rung 60. Vâng, đây là cái camera của hãng Insta 360. Quay 360 độ. Có hai camera trước và sau. Đó. Đây là bản nâng cấp với cảm biến 1 inch. Cảm biến 1 inch mà. Bản nâng cấp của con RS được trang bị ống kính Leica. Ống kính của Leica có khả năng quay phim lên đến 6K, cảm biến 1 inch. Đây, cảm biến 1 inch. Đó. Sensor F là 2.2 và tiêu cự là 6.5 mm. Chống rung 60. Đó, mình mở máy lên thử. Wow. 6K này các bạn ơi. Bên hông là nút nguồn và nút chụp. Ok, đây là 4 thành phần của nó. Một cái ống kính Leica, một bộ xử lý có màn hình. Đó, và một cục pin. Còn đây là cái ốp. Đó, đây chính là cục pin này. Đó, đây là bộ xử lý trung tâm. Đó, có màn hình. Đó, còn đây là cái cục Leica, cục ống kính, len cảm biến 1 inch. Mình lắp vào theo dạng module. Đấy. Đây là cái ốp. Đây là cái ốp chống sốc để bảo vệ hai cái len hai bên. Bên trái là con One X2, còn bên phải là con cảm biến 1 inch mới đó các bạn. Wow, ngầu quá các bạn ơi, quá lãng mạn. Đó, nếu mà các bạn đi du lịch một mình, chỉ có một mình hoặc là hai người, nhưng mà không có thể nhờ ai được quay dùm cho mình, thì các bạn chỉ việc cắm chân máy ba kẹt đó tại một chỗ, và sau đó mình sẽ được có được những cái clip như thế này. Đó, còn đây là mình cầm gậy dài 1m2 và tự quay cho mình. Đó, zoom lại gần đúng không ạ? Đó, và zoom out từ từ ra. Đó. Quá ngầu các bạn ơi.
chỉ có những cái camera 360 độ mới có thể quay được những cái cảnh như thế này thôi. Rất là vui đó và lạ. Trái đất thu nhỏ, chỉ có một mình ta. Ok, video này tôi đang test cho các bạn coi chất lượng quay 6K của con này như thế nào. Vâng, quá đẹp, quá lung linh các bạn ơi. Các bạn thấy ánh sáng đẹp không? Video này là tôi quay chế độ tự động hoàn toàn, không có sử dụng chế độ M. Mình quay chế độ ô tô và vừa đi vừa cầm gậy rồi quay cho mình. Và video này cũng chính là video gốc luôn, tức là tôi không có chỉnh sửa bất cứ một cái gì ở trong này. Đó, chỉ có lồng lời thoại thôi. Quá đẹp. Thì đây là một quán cà phê ở bến du thuyền bên quận 7. Đó, bên cạnh dòng sông. Đó, nếu các bạn có điều kiện thì tới đây uống cà phê thư giãn vào cuối tuần thì rất là đẹp. Yên tĩnh, vắng vẻ. Vâng, tôi hơi bất ngờ với lại cái camera này. Nó rất đẹp. Đẹp hơn con One X2. Và đương nhiên rằng là nó vẫn đẹp hơn cái con RS. Đó, con RS của năm ngoái đó. Đó, bộ xử lý và màn hình và pin thì giống nhau, nhưng mà con này là mang được trang bị cái len của Leica. Đó, và len của Leica và một cái bộ cảm biến 1 inch cho hai bên. Đó, cam trước 1 inch, cam sau 1 inch. Cho nên rằng là nó rất là đẹp. Cảm biến to là một lợi thế. Các bạn thấy tôi cầm gậy dài 1m2 mà khả năng chống rung của con này như thế nào? Quá ổn luôn, mình không hề cảm thấy một sự rung lắc nào. Không hề có rung lắc mà. Đó, mặc dù là mình cầm gậy mình đưa ra dài và cầm đi một đoạn lâu thì mình sẽ mỏi tay và sẽ bị rung, nhưng video rất mượt mà. Video rất mượt mà. Chỉ có điều là tôi đi cua gậy hơi nhiều để mình tham á, mình tham thấy được nhiều cảnh á. Cho nên rằng là mình cua hơi nhiều để thấy được vòng quanh, khai thác cái lợi thế của cái cam 360. Khi quay thì mình không cần bận tâm gì lắm tới cái góc nhìn. Đó, nhưng mà lúc mà mình biên tập edit ấy, thì mình sẽ chọn góc lại sau, gần xa. Đó, quá đẹp. Vâng, đúng là cảm biến 1 inch thì nó có khác, hoàn toàn khác. Nó xóa gậy luôn nha các bạn. Đó, ok. Còn đây là cái đoạn tôi loose màu, quay chế độ màu flat ấy. Đó, và đang lút từ từ màu lên, lút từ từ màu lên. Thì nếu như mà ở những nơi có ánh sáng chênh lệch nhiều và nhiều màu sắc thì mình nên quay ở cái chế độ màu flat, và sau đó, đó mình lên trang web của chính hãng, mình download cái file lút về và mình lút màu lên. Đó, thì nó sẽ tươi tắn, sáng sủa và trong veo như thế này. Nó rất là đẹp. Quay màu lốc và lút màu lên. Đó, bến du thuyền Marina. Hello, chào các bạn. Những hình ảnh các bạn đang xem là của cái camera 360. Tên của nó là One RS và phiên bản đặc biệt. Ống kính của Leica. Ống kính của Leica cảm biến lên đến 1 inch. Vâng, hai cảm biến 1 inch hai bên, rất là xịn sò. Đó, thì các bạn thấy chất lượng quay 6K của cái camera này như thế nào? Tôi đang để máy ở giữa phòng và đang đi vòng quanh. Đó, đang đi vòng quanh và bending theo khi mình edit phần mềm. Thì các bạn thấy rằng là khi mà mình quay video ở trong phòng, thuận sáng, ngược sáng ở ngoài cửa ngoài này thì chất lượng video ra sao? Quá ổn đúng không ạ? Quá ổn, quá đẹp. Đó. Yeah.
Vâng, đây là cái view cửa sổ rất là đẹp. Rất là đẹp. Phía bên trên đây là có một cái đèn. Đó, thì các bạn thấy rằng là khi mình quay cận cảnh như thế này với chất lượng quay 6K. Vâng, con RS Cảm Biết Inh này là quay với 6K. Các bạn thấy có đẹp tuyệt vời không? Vâng, bên đây là cây đàn tranh. Các bạn đang xem nãy giờ là tôi quay bằng cái camera của hãng Insta 360 độ. Tên của nó là One R. Và đây là cái con có cảm biến 1 inch. Rất là đẹp. Và giá của nó là 20.560.000 đồng. Vâng. Con này không phải là một cái camera hành trình. Đó, nhưng mà trong một cái ví dụ minh họa này thì tôi cố gắng cầm một cái gậy dài 1m2 để quay cho các bạn thấy những cái tùy biến của nó. Đó, khi mà mình chỉa lên trên trời thì mình sẽ được cái góc nhìn như thế nào. Đó, rất là độc đáo và rất là lạ. Đó, và mình đưa xuống này. Đó, tức là cái cam này nó quay được vòng tròn trái phải trên dưới trước sau 6 hướng luôn. Và mình cứ quay rồi về nhà mình biên tập. Đó, đây là cảnh nhìn lên trời. Đó, thì mình biên tập video như thế nào là do cái khả năng sáng tạo của các bạn. Đây là nhà thờ Đức Bà. Vâng, tôi có gắn cái camera này trên cái ghi đông của xe máy. Vâng, khi mà mình gắn cái gì ở trên một cái phần cứng của xe thì đi nó khá là sốc. Khá là sốc. Tuy nhiên đó, các bạn nhìn thấy cái xe nó rung, nhưng mà cái quang cảnh nó ra đằng sau á, thì rất là mượt mà không hề rung. Khả năng chống rung của những cái con 360 này thì tuyệt đỉnh. Nói chung là nó chống rung bằng một công nghệ khác, nó không phải là gần giống như GoPro. Cho nên rằng là mình xoay sở nghiêng ngả kiểu gì thì hình ảnh vẫn mượt. Đó, đừng có sập ổ gà hay là đi qua những cái lần giảm tốc thôi. Nếu như các bạn cầm trên tay hoặc đeo trên người thì nó dễ hơn. Mà con này thì khả năng đeo trên người là rất là khó vì nó là 360. Trong cái video này, đây là cái đoạn tôi quay vòng quanh hồ con rùa orbit, tức là mình sẽ tracking cái tháp, cái ngọn tháp, cái hồ con rùa này. Tracking nó, mình có thể sử dụng là tracking bằng ô tô tự động hoặc là tracking bằng tay. Đó, buổi sáng tôi đi làm thì hay uống cà phê vỉa hè trước cơ quan. Đó, mình chỉ việc thả máy xuống đất thôi. Đó, cắm một cái chân ba càng nhỏ là mình sẽ có những cái thước phim rất là tự nhiên, tại vì chỉ có mình. Đó, mình không có phải ngại ngùng gì cả. Cho nên các bạn đi chơi với bạn gái hai người thì lâu nay là cứ người này chụp cho người kia quay cho người nọ. Đó, thì cái video của nó lúc nào chỉ một người thôi. Đó, còn trong trường hợp này mình sẽ
tự quay cho mình, rất là đẹp và rất là thoải mái. Vâng, đây là cái cảnh tôi test buổi tối. Lúc này là khoảng gần 6 giờ chiều thì trời thì chưa tối hẳn đó, nhưng mà cũng khá là tối rồi, cho nên cái cảnh này nó không được đẹp lắm, là tại vì nói ban đêm thì nhiều người cũng không nghĩ rằng nó là ban đêm, mà nói ban ngày thì nó cũng không là ban ngày đó. Ban ngày quay thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn cái cảnh nhập nhoạng này này thì ngày không ra ngày, đêm không ra đêm đó, cho nên là nó chưa có đẹp. Cho nên là quay phim mình nên tránh cái lúc này, cái lúc mà trời nó còn đang nhập nhoạng á. Đó, mình phải đợi cho tới khi mà đèn thành phố lên đầy đủ hết và trời cũng sập tối. Đương nhiên mình đừng để cho cái bầu trời nó màu đen, mà phải còn là màu xanh như thế này. Đó, bây giờ là bắt đầu đẹp rồi đấy, bắt đầu đẹp rồi đó. Thì mình khi mình quay cái cảnh này là gọi là khung giờ vàng, thành phố đã lên đèn đó, và trời thì vẫn còn xanh, cho nên rất là đẹp. Vâng, con này có 3 chế độ màu, một cái là normal và một cái là vivid. Thì tôi đang chọn cái vivid, màu nó tươi. Màu này màu gốc nguyên bản, tôi không có chỉnh sửa gì cả. Và một cái màu là màu block, để cho các bạn chuyên nghiệp về mình chỉnh màu theo ý mình. Vâng, cái đoạn này thì mình gắn ở trên xe, tôi gắn trên chiếc Winner đó, cho nên rằng là cái mặt nạ của Winner nó rung lắm, và mình đi qua những cái làn giảm tốc nó rung, cho nên nếu những đoạn nào các bạn thấy nó rung á, thì nó là do cái lỗi mình lắp đặt ở trên xe chưa được chuẩn, chưa được ngon. Nhưng nó chỉ là làm cho cái xe của mình nó rung thôi, chứ cái background đằng sau thì rất là ok, rất đẹp. Vâng, bây giờ là lúc mà đẹp nhất đấy các bạn. Đó, trời nó bắt đầu tối rồi đó, nó đừng có sáng trưng như mà nãy. Đây là xa lộ Hà Nội, trên đường từ Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Quá đẹp các bạn ơi. Không bị noi, không bị nhiễu nha. Đúng là cái cảm biến 1 inch thì nó lợi hại thật. Trước giờ tôi chơi con One X2 và nhiều con khác rồi, thì đúng là tiền nào của nấy. Vâng, con này 20.560.000 thì nó mắc gấp đôi con One X2. Tuy nhiên cái giá trị của nó đem lại thật là tuyệt vời. Tức là trong cái hoàn cảnh khó khăn như là quay buổi tối hoặc là những nơi có trinh sáng nhiều, wow, đẹp quá, như nước ngoài các bạn ơi. Những nơi có trương tương phản nhiều, ánh sáng nhiều, thì cái cảm biến này nó mới phát huy được tác dụng. Còn nếu giữa trưa nắng mà các bạn bước ra ngoài đường ấy, thì quay thì nó không có tác dụng nhiều lắm đâu. Cho nên là mặc dù là cái giá tiền nó gấp đôi, nhưng chất lượng hình ảnh của nó không có nghĩa là nó phải gấp đôi. Nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Và đặc biệt là khi mà thời tiết khắc nghiệt, khi tối, khi sương mù, khi này kia, khi ngược sáng, đó, bình minh hoàng hôn, thì nó sẽ phát huy cho các bạn thấy là cái cảm biến 1 inch nó lợi hại như thế nào. Vâng, trời đang tối dần. Trời đang tối dần và bây giờ là đen thui luôn rồi. Đó, lúc này trời đen luôn rồi thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Cho nên rằng là nếu mình quay cảnh đường phố thì mình nên quay vào những cái lúc mà trời nó còn xanh xanh ấy. Ok, Hồ Con Rùa. Vâng, đây là nơi tôi làm việc ở đây 20 năm rồi. Đó, lúc mình biên tập á, mình bo theo cái tháp đó. Đó, rất là ảo. Vâng, xin nhắc lại là những hình ảnh các bạn xem là tôi không có chỉnh màu, không chỉnh cái gì hết, chỉ là phai gốc thôi. Đây là đường Đồng Khởi, con đường đẹp nhất và đắt giá nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì ngày nào tôi cũng đi làm ngang đường này. Và quay phim ở con đường này tôi nghĩ rằng là cũng là một cái địa điểm đẹp nhất. Nó nhiều khách sạn, nhiều nhà hè, nhiều tòa nhà cao tầng, Vincom, và ánh sáng của nó rất là tốt, rất là nhiều. Đó, sẽ rất lợi thế khi mà mình quay phim. Đó, mục đích là mình muốn khai thác hết cái khả năng của con này, thì mình phải quay ở cái nơi đẹp nhất và nơi có ánh sáng tốt nhất.
Chứ nếu như mà các bạn chui vào cái nơi mà nó tối thui ấy, hoặc là cái phong cảnh nó xấu ấy, thì cái máy có 1.000 hay là 5.000 đô đi nữa thì nó cũng xấu thôi các bạn ạ. Wow, ngầu chưa? Các bạn đừng bận tâm tới cái vấn đề cái góc của nó nha. Tại vì tôi thích, tôi chơi GoPro nhiều năm rồi, cho nên thích cái hiệu ứng góc rộng. Và cái trả giá cho cái sự đó là hình ảnh nhà cửa nó hơi nghiêng một chút, nó hơi méo một chút đó, nhưng bù lại nó sẽ cho mình cái cảnh nó hoành tráng và rộng. Cho nên là lúc mà biên tập ấy, đó, tôi xét cái góc nó hơi rộng để mình thấy được nhiều hơn. Còn nếu các bạn nào khó tính, chê méo hay là chê nghiêng thì có thể chọn cái góc nó hẹp lại một chút. Đương nhiên rằng là cái góc hẹp thì chất lượng video, cái nội dung, cái phần tử ảnh bên trong nó sẽ ít dần đi đó, và hình ảnh nó sẽ không được rõ mặt. Đấy, con này là quay 6K, nhưng nó không phải rằng là 6K trên cái khung hình các bạn đang xem, mà là 6K là một vòng 360 độ. Một vòng 360 độ nó mới là 6K nha. Đó, 6.000 pixel. Cho nên ở một góc nhìn, nếu như các bạn biên tập cái góc nhìn 180 độ thì cái video của bạn chỉ là 3K thôi, tức là chiều ngang có 3.000 pixel và sau lưng của mình là 3.000 nữa. Thì trong một thời điểm mình không thể nào nhìn hết xung quanh được, mình nhìn đằng trước là được 3.000 pixel và đằng sau là 3.000. Đó là cái góc nó rộng. Video này là tôi chỉ render ra là có 2.5K thôi, tại vì cái góc nhìn của mình chưa tới 180 độ. Cho nên là nhiều bạn nói là quay 6K không có thiết bị để xem. Đó, nhưng không, 6K đây là 4 hướng luôn. Nếu các bạn bước vào một cái phòng mà có 4 bức tường thì khi quay 6K thì mỗi bức tường nó chỉ có 1.5K thôi. Đó, 2 bức tường nó sẽ là 3K và 4 bức tường sẽ là 6K. Thì nếu mà mình biên tập chỉ nhìn một cái góc 90 độ về phía trước thôi thì cái video của bạn chỉ có chiều ngang có 1.500 pixel thôi. Đó, tức là chưa được Full HD. Full HD là tới 1920 lại. Đó, cho nên là các bạn phải hiểu 6K là nó như thế. Cho nên không thể so sánh một cái khung hình như thế này với lại những cái máy khác được. Những cái máy khác nó quay 4K nhưng mà nó là một góc nhìn thôi. Quá đẹp, nói chung là quay ban đêm mà như thế này thì là quá ổn rồi. Đó, video này là chỉ có 2.5K. Vâng, tôi render 2.5K thôi cho nó đúng với lại cái thực chất của cái video gốc của nó. Ở cái góc nhìn này là cũng hơi nội suy lên một chút rồi đó. Quá tuyệt vời. Vâng, trời thì tối thui rồi. Đây là đại lộ Đông Tây. Đó, hướng đang đi về hướng Tây ấy. Đó, thì các bạn thấy khi mà mình làm vlog thì với trang bị một cái máy như thế này thì có là ok hay không? Theo tôi thì là quá là đỉnh rồi. Nếu như tài chính các bạn hạn hẹp thì vẫn có thể sử dụng con One X2. Đó, nhưng mà nếu mà rủng rỉnh một chút và có nhu cầu khó tính một chút thì con One RS phiên bản cảm biến một inch này là một lựa chọn là tối ưu tại thời điểm này. Tại vì thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì cũng chưa có con camera nào xịn hơn con này. Camera 360 các bạn. Đó, 360 là 360 độ ấy. Quay vòng tròn ấy. Đó, mình có thể xoay lại ngược đằng sau đây. Đó. Quá ổn các bạn ơi. Tuyệt vời. Không có gì để chê với cái con cảm biến một inch này nữa. Vâng, vậy là nãy giờ các bạn đã xem cận cảnh chi tiết của con 360 RS phiên bản một inch này rồi. Và các bạn cũng đã xem qua những hình ảnh chụp của nó và những video của nó. Thì các bạn thấy nó thật sự là có xứng đáng với lại cái số tiền như vậy hay không? Vâng, nếu các bạn cảm thấy thích thú với lại cái camera cảm biến một inch của Leica này, của hãng Insta 360 này, thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop VG Shop và đặt hàng cho mình một con. Còn nếu các bạn cảm thấy thú vị với kênh YouTube Đoàn Hồng Giang thì hãy đăng ký kênh
để đón xem những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.